Anh em tiếp tục đến với chương trình của Vàng Tahi Phạm. Hôm nay cũng lại là một cái video rất là bổ ích. Chúng tôi đang có trên tay chắc cỡ tầm vài trăm viên đá mới về. Tôi sẽ review cho anh chị xem có cái nào đặc biệt không nhé. Và quan trọng nhất là tôi đang chuẩn bị cho cô Hoa Phượng một cái viên sapphire vàng cắt emerald. Và khả năng tôi sẽ cắt lại viên đá này. Nhưng mà tôi cho cô xem phôi trước. Viên đá emerald. Tôi kiểm tra xem cái loại này có phù hợp không nhá. Nếu mà phù hợp tôi sẽ cắt lại, hoặc tôi sẽ tìm một viên đá khác dành cho cô. Chúng ta cùng xem video ngay bây giờ luôn. Chúng ta sẽ có cực kỳ nhiều đá quý ở đây nhá. Rồi, đầu tiên chúng ta hãy làm việc với viên sapphire này trước. Đây là một viên sapphire đã cắt rác emerald rồi. Tôi thấy nó cũng tương đối ổn. Để tôi quay kỹ cái viên đá này nhá, xem nó có phù hợp không nhá. Tôi muốn chỉnh sửa một chút nữa. Thì cái đuôi emerald ấy thì nó sẽ là cái sản phẩm mà nó rất là sâu. Thì cái viên đá này hiện tại, để tôi xem nó có vấn đề gì trong viên đá này không nhá. Hiện tại là sản phẩm này độ trong cũng rất là cao. Tuy nhiên như tôi thấy có một cái bao thể không nhỉ, rất là mảnh, rất là bé xíu ở dưới đáy. Một cái bao thể nhỏ, nhưng mà cái viên này nghe có vẻ là mình phải chỉnh sửa một chút cho góc nó sẽ lớn lại. Thì viên đá của chúng ta nói chung là về độ hoàn hảo ấy thì tôi muốn là nó sẽ sâu hơn một chút, sẽ chỉnh sửa lại một tí. Đây, nó có một cái bao thể nhỏ ở đây, rất là bé thôi. Thực ra là tại vì bên chúng ta sử dụng những viên đá nó quá hoàn hảo thì chúng ta sẽ yêu cầu sự hoàn hảo cao hơn bình thường nhé. Có một chấm, có một chấm ở trong viên đá, anh chị có nhìn rõ cái chấm đấy không? Một cái nhẫn nam. Có thể tôi sẽ sử dụng một viên đá khác để thay thế viên đá này cho nó hoàn hảo cho cô. Thế còn bây giờ chúng ta hãy đến với một cái đoạn video của một cái lô đá tôi vừa mới xử lý xong. Đó là một cái lô Ruby Light. Trên này thì nhiều viên lắm. Chúng ta hãy xem một viên bất kỳ nhá. Chọn viên này đi, xem nó sẽ là cái thể loại gì. Lau sạch nó đi này. Đây là Tourmaline. Hạng Ruby Light. Đa phần là Ruby Light. Thuốc. Những viên đá màu xanh gọn gàng, sử dụng trong mặt dây hoặc là nhẫn gì đó. Thì tôi thấy cái lô đá này cũng được, màu sắc nó cũng khá là ổn. Xem một viên hồng xem thế nào. Lô đá mới về, số lượng cũng khá là nhiều, mình cũng chưa lọc ra luôn. Nó như một giải thiên hà bên trong. Tại vì riêng hàng tuốc thì anh chị đã biết nhiều lần rồi, nó độ cái nét vỡ của thằng tuốc nó đem lại cái màu sắc rất là hay trong viên đá. Những cái viên mà nó trong sạch hoàn toàn thì nó cũng đem lại hiệu ứng khác. Ví dụ cái viên đá này, đây, đây là viên đá rất là sáng. Nó cũng tùy từng viên anh chị ạ, cũng không phải là cùng chất nào mà nó đều đẹp như nhau đâu. Ví dụ đây là một viên đá mà đem lại lửa rất là mạnh này. Thì có nhiều mẫu lắm, bên chúng tôi xử lý cực kỳ nhiều mẫu hàng. Mỗi mẫu nó sẽ có một cái đặc điểm riêng. Viên đá này sáng rực này anh chị thấy không? Đó. Kiểu như vậy. Và đây chúng ta có rất là nhiều nhá. Tôi sẽ phân loại cái hàng này ra. Nó có hàng xanh, đây có những cái viên nó to như thế này này. Đây. Đây anh chị xem luôn. Viên này là một viên màu xanh nha. Mình không hiểu đây là màu xanh gì, anh chị biết cái màu này gọi là xanh gì anh chị có thể comment xuống dưới nhá. Mình không rõ nó là màu xanh gì, chỉ biết nó là xanh phớt thôi. Đây. Độ trong rất cao. Đây sẽ là một cái mặt dây màu nó tương tự với màu aquamarine. Thì ở đây thì tôi có chủ yếu là mấy cái màu lạ lạ thôi, với lại những cái viên nhỏ để sử dụng trong những cái yêu cầu đặc biệt. Ví dụ một cái mặt dây hoặc một cái hàng cài nhé. Cũng không có viên nào mà nó có màu lạ hẳn đâu, nó vẫn là cái mấy cái màu anh chị hay gặp thôi. Tôi giới thiệu cũng thường xuyên trên website rồi, rất là nhiều màu xanh, hồng, vàng, rồi là vàng cam này,
rồi là hàng ba màu này đấy, đỏ đỏ vàng trên cùng viên đá này, đỏ vàng xanh này, một số viên đá tuốc vàng. Đây hàng này là hàng vàng rơm này, đấy, khá nhiều này, hồng này, đó tương đối nhiều nhé. Rồi cái lô này thì sẽ lọc riêng đây để cho bạn Minh bạn sẽ giới thiệu anh chị trong thời gian tới. Ok rồi nhá, xin chào tạm biệt anh chị nhá, bye bye anh chị.